Bão lũ gây thiệt hại nặng nề, không chỉ làm tổn thất về tài sản, mà còn phơi bày sự suy thoái đạo đức của một bộ phận xã hội. Tinh thần đoàn kết và nhân ái của người dân vẫn là ánh sáng dẫn đường. Nhưng lòng tham và sự giả dối đã làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng của hoạt động từ thiện. Những cá nhân lợi dụng từ thiện để trục lợi, dù bề ngoài có che đậy bằng các hành động thiện nguyện, khi sự thật được vạch trần, họ sẽ không tránh khỏi sự phán xét nghiêm khắc từ cộng đồng. Trong khi xã hội đang hướng về miền Bắc với tấm lòng sẻ chia, những kẻ lợi dụng lòng tin người khác để trục lợi đã làm mất niềm tin vào những giá trị cao cả. Thật khó mà tưởng tượng được khi mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai hơn 12.000 trang sao kê liên quan đến hoạt động từ thiện, nhiều kẻ đã phải đỏ mặt xấu hổ trước những sự thật không thể che giấu. Trong số đó, các nghệ sĩ nổi danh và những kol với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội trước đây đã được ca ngợi như những người hùng từ thiện đã sử dụng những chiêu trò phóng đại và phong bạt hình ảnh của mình họ tự cho mình là những người hảo tâm đóng góp các khoản tiền khủng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ nhưng khi sự thật được phơi bày lòng nhân ái giả tạo này đã nhanh chóng sụp đổ trước công chúng một ví dụ điển hình là trường hợp của một vận động viên tai tiếng Người từng tuyên bố ồn ào rằng mình đóng góp 500 triệu đồng, nhưng bảng sao kê lại chỉ ra con số thực sự chỉ là 500.000 đồng. Tương tự, có người tự hào chụp màn hình chuyển khoản 20 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ ủng hộ 2.000 đồng. Sự khác biệt lớn giữa hành động thực tế và những lời tuyên bố trên mạng xã hội đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Không ai bắt buộc phải bỏ tiền túi ra làm từ thiện, nhưng thái độ khoe khoang làm ít nói nhiều hoặc nói một nhưng làm trăm như thế này là khó lòng chấp nhận. Những cá nhân nổi tiếng đã lợi dụng quá mức lòng tin của công chúng, không chỉ dựng nên một hình ảnh hư cấu mà còn đánh lừa những người đã đặt niềm tin vào họ. Việc làm từ thiện không phải là một cuộc thi xem ai làm nhiều hơn nhưng cũng không phải là cơ hội đánh bóng tên tuổi bằng những con số giả dối. Chiêu trò phóng đại Phong bạt trong các hoạt động từ thiện này không chỉ không mang lại danh tiếng như mong đợi mà còn tạo phản ứng ngược những người sử dụng từ thiện như một công cụ để nâng cao giá trị bản thân phô trương với những con số ấn tượng nhưng thực chất lại chỉ là màn dối trá sẽ sớm bị lật tẩy khi sự thật được công bố qua các trang sao kê minh bạch những lời hứa suông và hình ảnh bề ngoài đẹp đẽ không thể che giấu sự gian dối bên trong khiến công chúng không còn tin tưởng và bắt đầu nhận ra sự giả dối trong những hành động chỉ nhằm mưu lợi cá nhân. Điều này không chỉ gây tổn hại đến danh tiếng của các cá nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động từ thiện chân thành khác. Lòng tin vào tinh thần tương trợ bị lung lay, khiến nhiều người e dè khi đóng góp, sợ rằng số tiền của mình sẽ bị lạm dụng. Thật đáng buồn, sự giả dối không chỉ dừng lại ở các cá nhân nổi tiếng mà còn lan rộng đến nhiều nhóm hội từ thiện tự lập khi các trang sao kê được công bố người ta mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng số tiền mà các thành viên đóng góp rất lớn nhưng lại bị chính những người đứng đầu các hội nhóm này lợi dụng chỉ chuyển đi một phần nhỏ còn phần lớn biến mất vào túi cá nhân những hành động này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn là nỗi ô nhục đối với cả xã hội sự việc này đã đặt ra một câu hỏi lớn về tính minh bạch và trung thực trong các hoạt động từ thiện và làm rõ rằng những kẻ lợi dụng lòng tốt của nhân dân sẽ không bao giờ được xã hội tha thứ sự việc này cho thấy rõ sự xuống dốc nghiêm trọng về đạo đức của những kol và các cá nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội họ không chỉ lạm dụng lòng tin và tình cảm của công chúng mà còn cố tình sử dụng hình ảnh từ thiện như một tấm bình phong để che đậy những toan tính cá nhân ích kỷ những hành động từ thiện bề ngoài tưởng chừng như cao thượng ấy thực chất lại là phương tiện để họ đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh cá nhân một cách giả tạo. Điều đáng nói là họ không hề quan tâm đến hậu quả mà những hành động đó mang lại, không chỉ gây tổn thương đến lòng tin của người dân mà còn làm suy giảm giá trị của những hoạt động thiện nguyện chân thành khác. Chính sự thiếu trung thực và sự khoe khoang trống rỗng của họ đã khiến cộng đồng phẫn nộ, khiến cho không ít người từng tin tưởng vào họ giờ đây phải quay lưng việc các kol và những người nổi tiếng chọn con đường giả dối đánh lừa công chúng đã làm tổn hại đến cả hình ảnh cá nhân lẫn những giá trị tốt đẹp của xã hội điều này không chỉ khiến họ bị mất uy tín mà còn làm lung lay niềm tin vào tinh thần tương thân tương ái một giá trị truyền thống đáng quý của người việt nam việc từ thiện vốn mang bản chất nhân văn đề cao tinh thần yêu thương sẻ chia nhưng dưới tay những kẻ tham lam nó đã trở thành công cụ trục lợi không chút ngượng ngùng những chiêu trò kiếm tiền trắng trợn lợi dụng lòng tin của những người dân thiện tâm đã khiến bao người thất vọng những đối tượng này không ngần ngại biến những khoản tiền cứu trợ dành cho những hoàn cảnh khó khăn trở thành tài sản cá nhân của mình làm giàu ngay trên nỗi đau và nước mắt của người dân thật khó tin nhưng những đồng tiền đầy thiện ý mà những người hảo tâm dành cho đồng bào lâm vào cảnh khốn cùng vì thiên tai lại bị lợi dụng và cắt xén. Những ngày vừa qua, hình ảnh đau thương của những người dân vùng lũ đã chạm vào trái tim của hàng ngàn người, khiến bao con tim thổn thức. Nhiều người không ngại khó khăn đã sẵn sàng đóng góp với mong muốn giúp đỡ phần nào cho đồng bào mình vượt qua khó khăn. Thế nhưng, thật đáng buồn, lòng tin của họ đã bị lợi dụng một cách trắng trợn. Những tổ chức hoặc cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp không hề làm từ thiện đúng nghĩa mà chỉ biến nó thành trò chơi quyền lực và tiền bạc. Khi các bản sao kê tài khoản được công bố, bộ mặt thật của họ dần hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Về mặt pháp lý, có lẽ những hành động này chưa đủ căn cứ để bị truy tố, nhưng về đạo đức, đây thực sự là một vết nhơ khó xóa. Hành vi lợi dụng từ thiện này không chỉ làm mất đi niềm tin của những người đã đóng góp mà còn gây tổn hại đến tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Từ thiện không phải là nơi để ai đó lợi dụng làm giàu, càng không phải là công cụ để đánh bóng tên tuổi. Nếu việc làm từ thiện không xuất phát từ trái tim chân thành thì chẳng khác nào một màn kịch, nơi những kẻ đóng vai người tốt rồi âm thầm hưởng lợi từ những đồng tiền quyên góp của người khác. Điều đáng buồn hơn là chính những kẻ tham lam ấy đã khiến công chúng dần mất niềm tin vào các hoạt động từ thiện nói chung mỗi lần có lời kêu gọi từ thiện người dân bắt đầu hoài nghi liệu tiền của họ có đến được tay những người thực sự cần hay không hay lại bị xén bớt hoặc biến mất như nhiều lần trước hành động này không chỉ gây tổn hại đến những tổ chức thực sự hoạt động vì cộng đồng mà còn gây thiệt thòi lớn cho những người dân vùng lũ những người đang rất cần sự giúp đỡ thay vì nhận được sự hỗ trợ đúng nghĩa họ trở thành công cụ cho những kẻ vô đạo đức đánh bóng tên tuổi và trục lợi. Đây không chỉ là sự thất vọng về con người, mà còn là một cú tát mạnh vào tinh thần đoàn kết và lòng từ thiện của cả một dân tộc. Điều đáng nói là, sau mỗi mùa mưa lũ, những kẻ ăn chặn từ thiện lại xuất hiện như những con kền kền rình rập, sẵn sàng vơ vét lợi ích từ nỗi đau của người khác. Những bản sao kê không chỉ phơi bày sự thật về những kẻ lợi dụng lòng tin của cộng đồng, mà còn tỏa sáng những tấm lòng chân thành như nhóm Quang Linh Vlogs. Với khoản đóng góp 300 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ. Số tiền này khi được sao kê đã khớp hoàn toàn với cam kết của họ, chứng minh tinh thần từ thiện trong sáng và tấm lòng chân thành. Những người như ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng là tấm gương điển hình cho việc làm từ thiện đúng nghĩa. Với những đóng góp âm thầm nhưng hiệu quả, anh đã ghi dấu ấn không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tổng số tiền anh đã đóng góp cho các hoạt động từ thiện trong 3 năm qua lên tới 6 tỷ đồng. Không cần phô trương hay sự ca tụng, chính sự khiêm nhường và chân thành của Hà Anh Tuấn đã tạo nên sự khác biệt so với nhiều nghệ sĩ khác và đã giúp anh chiếm trọn lòng tin yêu của công chúng. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng từ thiện là một hành động cao đẹp nhưng chỉ khi nó xuất phát từ tấm lòng chân thành những kẻ lợi dụng từ thiện để kiếm lợi cá nhân không chỉ làm xấu đi hình ảnh của mình mà còn làm tổn hại đến niềm tin của công chúng và bôi nhọ những nỗ lực chân thành của nhiều cá nhân tổ chức khác trong cộng đồng chúng ta với tư cách là những người công dân có trách nhiệm cần luôn giữ sự tỉnh táo khi quyết định đóng góp và yêu cầu minh bạch từ các tổ chức tự phát hay cá nhân kêu gọi điều quan trọng nhất chính là không để lòng nhân ái của mình trở thành công cụ để người khác lợi dụng trục lợi. Một ví dụ gần đây là câu chuyện về thương hiệu cà phê Catinas đã trở thành chủ đề được cộng đồng mạng chú ý khi thương hiệu này tuyên bố trên fanpage sẽ trích 1.000 đồng từ mỗi ly nước bán ra để ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do lũ lụt, lụt. Thông tin này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ một số lượng lớn cư dân mạng. Tuy nhiên, trước hết cần hiểu rằng Việc làm từ thiện là một hành động tự nguyện, không phải nghĩa vụ bắt buộc với bất kỳ doanh nghiệp nào. Các doanh nghiệp có thể chọn làm hoặc không làm, và chúng ta không có quyền trách móc họ về điều này. Vậy điều gì đã khiến thương hiệu Katinas nhận được phản ứng trái chiều từ công chúng? Cụ thể, vào ngày 11 tháng 9, Katinas đăng tải thông tin sẽ trích 1.000 đồng từ mỗi ly nước bán ra tại hệ thống từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 9 để hỗ trợ miền Bắc khắc phục thiệt hại thiên tai. Thương hiệu cũng khẳng định đây là hành động xuất phát từ lòng thiện nguyện, không kêu gọi và sẽ công khai quá trình đóng góp trong thời gian sắp tới. Sau một ngày bài đăng được công khai, đã có hơn 116.000 lượt tương tác, trong đó phần lớn là sự phản ứng tiêu cực. Nhiều bình luận cho rằng Catinas đang lợi dụng tình hình khó khăn để thúc đẩy kinh doanh. Một số người cho rằng việc chỉ trích 1.000 đồng trên mỗi ly nước là quá nhỏ bé, không đáng kể so với doanh thu hàng ngày của hệ thống. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cách Katinas truyền thông điệp chưa thực sự tinh tế. Nếu thay đổi cách diễn đạt thành trích 2% doanh thu thì có thể tạo ấn tượng tốt hơn và làm cho thông điệp trở nên ý nghĩa hơn. Vào ngày 12 tháng 9, Katinas đã chuyển trực tiếp 1 tỷ đồng đến mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục quyên góp dựa trên doanh thu từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 9. Đồng thời, họ cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự hiểu lầm trong cách truyền thông. Điều này cho thấy việc truyền tải thông điệp từ thiện không chỉ là hành động tốt mà còn cần sự tinh tế và khéo léo để tránh hiểu lầm không đáng có. Những đóng góp mang tính chân thành, không phô trương sẽ tạo nên giá trị bền vững và đáng trân trọng trong lòng xã hội. Việc làm từ thiện xuất phát từ tâm là một hành động cao quý. Những người làm từ thiện với tấm lòng chân thành sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn xây dựng được lòng tin và uy tín từ xã hội. Ngược lại, những ai chỉ làm từ thiện để phô trương sẽ sớm bị phát hiện và mất lòng tin. Từ khi cô Phương Hằng bắt đầu các buổi live stream gây chú ý, đặc biệt là nhắm vào tính minh bạch trong hoạt động từ thiện của nhiều nghệ sĩ và cá nhân nổi tiếng việc sao kê tài khoản đã trở thành một tiêu chuẩn gần như bắt buộc trước đây việc công khai sao kê chỉ được xem như một hành động tự nguyện nhằm thể hiện trách nhiệm với người quyên góp và xã hội tuy nhiên sau loạt phát biểu gây chấn động từ cô hằng cộng đồng mạng và người dân đã thay đổi quan điểm yêu cầu ngày càng cao hơn về tính minh bạch tài chính các cá nhân và tổ chức kêu gọi quyên góp giờ đây gần như buộc phải thực hiện sao kê đầy đủ để chứng minh rằng số tiền đã được sử dụng đúng với cam kết ban đầu tránh những cáo buộc về việc trục lợi hoặc sử dụng sai mục đích việc này không chỉ tạo nên áp lực lớn đối với những người làm từ thiện mà còn là cách để bảo vệ uy tín và danh dự của họ trước công chúng người đóng góp cũng có cảm giác an tâm hơn khi biết rằng tiền bạc của mình được quản lý một cách rõ ràng và minh bạch sự kiện này đã góp phần thay đổi đáng kể cách nhìn nhận của xã hội về việc từ thiện đồng thời thúc đẩy sự chuyên nghiệp và minh bạch hơn trong các hoạt động xã hội trong bối cảnh mà niềm tin của công chúng vào các hoạt động từ thiện dần trở nên khắt khe hơn sao kê tài khoản giờ đây không chỉ là một trách nhiệm tự nguyện mà đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng và không thể thiếu việc mặt trận tổ quốc việt nam công bố sao kê tài khoản từ thiện là một bước đi vô cùng quan trọng, không chỉ thể hiện sự minh bạch trong quản lý tài chính mà còn là hành động phản ánh sự lắng nghe ý kiến của người dân. Đây là một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, giúp củng cố niềm tin vào các tổ chức chính quyền, he, đồng thời mang lại sự an tâm cho những người có lòng đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Việc này không chỉ là yêu cầu khách quan trong bối cảnh các hoạt động từ thiện ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng mà còn là dấu ấn của sự cam kết về tính minh bạch, trách nhiệm và công khai trước xã hội. Công khai sao kê tài khoản từ thiện không chỉ nhằm giải quyết những nghi ngờ, thắc mắc của cộng đồng về việc quản lý tiền bạc mà còn là cách mà nhà nước chứng tỏ sự trong sạch và trung thực trong các hoạt động xã hội. Điều này đã góp phần phản bác mạnh mẽ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, luôn tìm cách bôi nhỏ uy tín của đất nước. Xuyên tạc rằng Việt Nam thiếu minh bạch trong mọi lĩnh vực. Thực tế, chính việc công bố sao kê đã chứng minh rằng Việt Nam không chỉ có hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ mà còn rất quan tâm đến việc bảo vệ niềm tin của người dân đối với các hoạt động từ thiện. Không chỉ có vậy, động thái này còn lột trần rõ bộ mặt xấu xa của một số cá nhân nổi tiếng KOL và người của công chúng từng bị nghi ngờ có hành vi trục lợi từ các quỹ từ thiện trong thời gian qua một số kol và người nổi tiếng đã lợi dụng lòng tin của công chúng để kêu gọi quyên góp nhưng sau đó lại không thực hiện đúng cam kết về việc phân bổ tiền từ thiện việc ăn chặn tiền từ thiện này không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất mà còn làm tổn thương niềm tin và lòng nhân ái của những người đã đóng góp với tấm lòng chân thành việc công khai sao kê không chỉ làm rõ sự minh bạch trong việc sử dụng tiền từ thiện mà còn giúp phân biệt rõ ràng giữa những người làm từ thiện với lòng chân thành và những kẻ lợi dụng danh nghĩa từ thiện để trục lợi. Những kẻ này không chỉ lừa dối công chúng mà còn làm hoen ố hình ảnh của những người thực sự đang cố gắng giúp đỡ cộng đồng. Qua việc minh bạch hóa tài chính từ thiện, chúng ta có thể nhận ra rằng những ai làm việc từ thiện thật tâm sẽ không có gì để che giấu. Và ngược lại, những kẻ lợi dụng từ thiện để tư lợi sẽ nhanh chóng bị phát hiện và bị công luận chỉ trích. Tóm lại, việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê không chỉ thể hiện sự trong sạch, trung thực và minh bạch trong công tác từ thiện mà còn góp phần bảo vệ niềm tin của người dân đối với nhà nước và các tổ chức từ thiện chân chính. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đến những kẻ trục lợi từ thiện rằng Hành vi của họ sẽ không thể thoát khỏi ánh sáng của công lý và sự giám sát của xã hội. Những nỗ lực nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính sẽ tạo ra một môi trường xã hội trong sạch, nơi mà sự thiện nguyện chân thành sẽ được tôn vinh và những hành vi gian dối sẽ không có chỗ dung túng. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang sống trong thế giới mạng xã hội đầy sự nổi bật và ảnh hưởng của các KOL, người nổi tiếng trên mạng và các nhân vật công chúng, có một lời khuyên quan trọng mà tôi muốn chia sẻ. Hãy luôn nhớ rằng, đất nước và gia đình chính là chân lý vững chắc hơn bất kỳ thần thánh nào trên mạng xã hội. Thế giới mạng xã hội với sự hiện diện của các KOL và người nổi tiếng thường mang lại cho chúng ta hình ảnh lấp lánh những thành công và cuộc sống hào nhoáng. Điều này đôi khi khiến chúng ta bị cuốn vào những hình ảnh này và quên đi những giá trị cốt lõi thực sự quan trọng trong cuộc sống đặc biệt là khi mà nhiều kol và người nổi tiếng có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ bằng những hình ảnh lối sống xa hoa và ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta về thành công và hạnh phúc tuy nhiên không nên quên rằng đằng sau những ánh hào quang đó giá trị thực sự của cuộc sống nằm ở những điều bình dị gần gũi và chân thực gia đình là nơi chúng ta tìm thấy sự yêu thương sự hỗ trợ và sự an toàn gia đình là nơi mà dù bạn thành công hay thất bại bạn vẫn luôn được yêu thương và chấp nhận. Đất nước là nơi mà chúng ta cùng chia sẻ một nền văn hóa, một lịch sử và một tương lai chung. Tình yêu và trách nhiệm với đất nước là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội phát triển và đoàn kết. Khi nhìn vào các KOL và người nổi tiếng, hãy cố gắng giữ cho mình một cái nhìn tỉnh táo và không để sự hào nhoáng của họ che mờ giá trị thực sự của cuộc sống hãy không quên rằng sự thành công và hạnh phúc không chỉ nằm ở sự nổi bật hay vật chất mà còn ở sự gắn bó và yêu thương với gia đình cùng sự đóng góp cho cộng đồng và đất nước lời khuyên là hãy biết quý trọng những gì bạn đang có gia đình bạn bè và quê hương đừng để sự ảnh hưởng của những người nổi tiếng trên mạng xã hội làm bạn quên đi giá trị chân thực và bền vững của cuộc sống hãy luôn giữ vững những giá trị cốt lõi biết ơn những gì bạn có và cố gắng sống một cuộc sống ý nghĩa và chân thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Đừng quên theo dõi kênh Cà Phê Sáng để cập nhật những thông tin và phân tích mới nhất. Chúc quý vị sức khỏe và thành công.